Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi phần 2 của bản tin Hoa Thịnh Đốn, chương trình đặc biệt về nhìn về tương lai của sinh hoạt cộng đồng người Việt tại hải ngoại. À, thưa anh Nhân, nói đến hướng về tương lai thì chúng ta phải nghĩ đến thế hệ thanh niên người Mỹ gốc Việt và trong đó là lĩnh vực giáo dục, sinh hoạt thanh niên. Anh là một người tích cực xây dựng và phát triển phong trào hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại cũng như gây dựng một cái nền tảng giáo dục theo phương pháp Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, còn gọi là STEM. Xin anh cho biết thêm về những nỗ lực này trong năm vừa qua. Thứ nhất là nếu mà chúng ta nhìn thấy những cái sinh hoạt về thanh thiếu niên của cộng đồng người Việt tại hải ngoại thì chúng ta cảm thấy an tâm. An tâm có nghĩa là những cái tổ chức thanh thiếu niên bên cạnh hướng đạo, bên cạnh gia đình phật tử, bên cạnh thanh thiếu thánh thể, bên cạnh những cái tổ chức mà nó gọi là dạy võ cho các con em chúng ta, có nghĩa là những võ đường, bên cạnh những cái trung tâm mà dạy vũ, dạy cho con em chúng ta biết được những cái vấn đề văn hóa dạy đàn hay là bất cứ những cái gì mà học hành có liên quan tới cái cái vấn đề sinh hoạt của tuổi trẻ và đặc biệt chúng tôi ghi nhận là các trung tâm việt ngữ trong năm qua hoạt động rất là vững vàng ở tại hoa kỳ cũng giống như ở khắp nơi trên thế giới thì chúng ta có sự an tâm cái chữ an tâm ở đây là chúng ta vẫn có những sinh hoạt như vậy tiếp tục nhưng vấn đề thử thách trong tương lai là vẫn là một thử thách lớn cho tất cả những cái tổ chức và đó là chúng tôi nghĩ là vấn đề ngôn ngữ tức là làm thế nào để mà các con em của chúng ta vừa sinh hoạt ở trong các đoàn thể, ở trong hướng đạo, ở trong gia đình Phật tử, thiếu nhi thánh thể, trong các võ đường, trong các tổ chức của Youth của tôn giáo hay là trong những cái tổ chức mà chúng ta gọi là chuyên để mà về các em phải là vấn đề ngôn ngữ, tức là chúng ta đó là một cái thử thách rất là lớn và chúng tôi nghĩ rằng cái thử thách lớn này còn nằm ở trong tay của các phụ huynh chứ không phải nằm ở trong tay các tổ chức đó. Do đó nên chúng tôi hiểu được nếu mà các tổ chức có dạy cho con em chúng ta có một cái ý thức để mà bảo vệ cái môi sinh có một cái ý thức để mà hiểu được cái vai trò của mình đối với lại đất nước của chúng ta đang sinh sống và có cái ý thức là hiểu được hướng về cái tổ quốc của chúng ta. Nhưng vấn đề văn hóa và gìn giữ văn hóa vẫn là nền tảng căn bản trong các gia đình. Do đó nên khi mà chúng ta nói tới các tổ chức đã làm cái vai trò của mình thì các phụ huynh cũng phải làm cái vai trò của phụ huynh tức là chúng ta thấy con em chúng ta học ở trong trường nói tiếng Anh rất là giỏi, học thêm một cái sinh ngữ nữa nói tiếng Spanish rất là giỏi, hoặc là học thêm một cái sinh ngữ nữa là tiếng Pháp nói rất là giỏi, nhưng mà rất là nghèo nàn để nói tiếng Việt Nam thì cái điều đó không phải là các tổ chức giáo dục thanh thiếu niên mà chính cha mẹ và, và, cha mẹ đã khuyến khích như thế nào đó hoặc là đã thúc đẩy như thế nào đó mà chưa có hoàn bị được cái phần nó gọi là con em giỏi cái tiếng mẹ đẻ của mình. Do đó nên chúng tôi cũng xin được nhìn lại cái vấn đề đó. Và ngoài ra thì chúng tôi được nghĩ rằng đó là mấy lâu nay không có cái phong trào nó gọi là đại hội thể thao bắc mỹ cho thanh thiếu niên ở tại hoa kỳ chúng ta chưa có những cái giải khuyến học toàn quốc của người việt ở tại hoa kỳ chúng ta cũng chưa có những cái những cái buổi lễ mà để mà vinh danh những học sinh xuất sắc của tất cả những cái trường đại học ở tại hoa kỳ do đó nên chúng ta nghĩ đó là cái thử thách của cộng đồng người việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ sẽ có những cái việc làm đó và chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai những cái tổ chức như vậy à, rất là quan trọng để mà chúng ta thấy được à, giống như mỗi năm chúng ta có một cái một cái Oscar cho người Việt chúng ta cũng chưa thấy được cái điều đó do đó nên chúng tôi nghĩ rằng à, trong vấn đề mà giới trẻ thì chúng tôi thấy rằng vấn đề âm nhạc thì chúng ta thấy rằng những cái tổ chức âm nhạc à, à, đại nhạc hội lớn giống như Eja hay gì đó họ có những cái chương trình à, để thấy được những cái tài năng nhưng mà ngoài ra thì chúng ta còn phải có nhiều cái contest học sinh giỏi toán toàn quốc, học sinh giỏi hóa toàn quốc, học sinh giỏi về engineer toàn quốc chưa thấy điều đó do cộng đồng chúng ta thực hiện hoặc là chúng ta chưa có những cái học bổng để mà cung cấp cho con em của người việt chúng ta đi vào học những cái trường đại học những cái ngành nghề mà có những cái lợi tức trong tương lai rất là thấp nhưng mà có những ảnh hưởng rất là tốt giống như là việt nam mr hay là những cái chương trình mà của các trường đại học do đó nên nếu mà khi chúng ta nói đầu tư vào người trẻ thì nói thật với anh công cả một cái thử thách và cả cái cộng đồng phải suy nghĩ để coi chúng ta sẽ có những cái gì gì ưu tiên để mà chúng ta làm ừ. thưa anh chúng ta sẽ có những chương trình khác để đi sâu về phong trào STEM. Nhưng mà có thể nào anh có một cái phát họa về những cái nỗ lực trong năm vừa qua để mà xây dựng một sự bắt đầu và cái nền tảng của STEM và cái dự kiến của anh trong năm 2013. Kính thưa quý vị khi mà chúng tôi nói về STEM có nghĩa nói về science, nói về technology, nói về engineering, nói về math có nghĩa là nói về một cái một cái chương trình giáo dục hoặc là một cái focus có nghĩa là một sự chú trọng về vấn đề giáo dục mà hiện nay Hoa Kỳ và các nước trên thế giới đang rất là đặt trách để mà giáo dục, đưa vấn đề giáo dục bằng cái phương pháp của STEM có nghĩa là làm thế nào để cho cái cộng đồng của chúng ta có được một cái sự nhận thức rất là rõ ràng là trong cái vị trí của chúng ta hiện nay, nó có giống như là chúng ta có cái khả năng giỏi toán, giỏi về engineering hay là giỏi về kỹ thuật, giống như năm 1975, 76, 77, 78 hay 80 mà con em của những người tị nạn cộng sản đã đến đây học và họ rất là giỏi. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại thì chúng ta có vẻ hơi uh, bi quan một chút xíu là chúng ta không có được uh, có những cái vị trí mà chúng ta tương đối là chúng ta hãnh diện giống như ngày xưa do đến nên STEM của Hoa Kỳ tự nhiên trở thành một cái nang đề cho cộng đồng người Việt quốc gia ở tại ở tại Hoa Kỳ. do chúng tôi nhìn lại là trong năm qua thì chúng tôi có một cái sự cố gắng như vậy là chúng tôi đi tham dự mấy cái mấy cái conference lớn về stem đặc biệt cái conference ở tại uh, dallas uh, năm vừa rồi và chúng tôi tạo được cái những cái sự cơ hội để mà tìm hiểu các STEM để mà đi thuyết trình với các phụ huynh ở các nơi đặc biệt ở tại vùng thủ đô Hà Thành Đốn Và ngày 22 tháng 2 sắp tới thì STEM sẽ thuyết trình cho các huynh trưởng hướng đạo để các huynh trưởng hướng đạo có thể giúp các em để mà học hỏi về STEM và có thể giúp các em để lấy những cái chuyên hiệu và đẳng thứ về STEM mà nó phù hợp với lại cái phương cách giáo dục chung mà hiện nay trong cái phong trào giáo dục trẻ em đang đưa vấn đề STEM tới một cái giai đoạn rất là phải là chặt chẽ với lại gia đình phụ huynh và những cái chương trình nó gọi là out of school program giống như là hướng đạo thì chúng tôi nghĩ rằng là, là à, trong năm tới chúng tôi sẽ đi rất là nhiều những thành phố để mà chúng tôi vận động cho phụ huynh à, rất là hiểu biết về xem là như thế nào và mình làm thế nào để giúp con em của mình à, có được cái cơ hội để mà học hỏi về xem và cái mục đích chính cũng vẫn là để cho người việt chúng ta giúp với nhau để mà chúng ta có một cái phương tiện cơ hội để mà chúng ta phát triển một cách toàn vẹn cái khả năng và cái những cái nếu cũng gọi là cái bản chất của người việt chúng ta mà như mà chúng ta đã có trong những năm à, 75, 80 và 90 mươi giờ thưa anh không Ờ, bước vào lĩnh vực truyền thông thì anh nhân cũng đã nhắc tới một số những cái uh, đóng góp và hỗ tương của truyền thông uh, trong phần 1 tức là đi vào dòng chính của uh, uh, Hoa Kỳ. Nhưng mà uh, chúng tôi cũng xin uh, bổ túc thêm là một cái thành quả trong cái vấn đề truyền thông của năm 2012 mà chúng tôi ghi nhận được là đã tạo được một cái sự nối kết và đồng điệu của người Việt khắp nơi không những là trên vùng trời thế giới tự do mà ngay cả trong nước bằng cớ là trong triệu con tim một tiếng nói thì trong một năm 1500.000 chữ ký đó là có khoảng 5.000 chữ ký của người Việt từ trong nước và cũng có một số những cái chữ ký của các uh, uh, những người đang phục vụ quân đội ở tại nghe là uh, Trung Đông hay là uh, ở nhiều nơi khác trên thế giới uh, ngoài ra là cũng qua phương tiện truyền thông thì vào cái ngày uh, tuyệt thực trước tòa đại sứ cộng sản, những người ở tại Việt Nam trên 20 người đã cùng lúc cùng tuyệt thực với nghĩa là một phái đoàn trên nghĩa là 30 người ở tại trước tòa đại sứ cộng sản để mà cùng nói lên một tiếng nói chung ước vọng nhân quyền cho Việt Nam thì thưa anh bước qua năm 2013. Viễn tượng uh, cái sự phát triển về vấn đề uh, nà, truyền thông để đáp ứng được cái nhu cầu uh, nà, của cộng đồng cùng đến lại với nhau và cùng nói lên được một tiếng nói cùng có được những sự thông hiểu về những gì đang xảy ra tại, trên thế giới cũng như tại trên quê hương mình thì theo anh mình sẽ có được những cái nỗ lực nào à, nếu mà chúng ta được dịp để mà chúng ta thăm dò đó, thì chúng ta thấy rằng cái phương tiện truyền thông mà hiện nay hữu hiệu nhất đi về Việt Nam vẫn là hệ thống phát thanh hệ thống phát thanh và bên cạnh đó thì chúng ta thấy được là Facebook với lại YouTube và chúng ta chưa có được có được truyền hình để mà gửi về trong nước nhưng mà chúng ta có thể à, tạm dùng như vậy nhưng mà ngay cả những người bên trong nước những người ngoài nước đang dùng những cái trang mạng gọi là blog gọi là để mà đưa tải những cái tin tức thì chúng tôi nghĩ rằng đó là vai trò của người truyền thông ở hải ngoại là có hai cái vai trò chúng tôi nghĩ là rất là quan trọng mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải có hai cái điều quan trọng nhất thôi điều thứ nhất là chúng ta sẽ làm tin chính xác và làm tin tức là lẹ đó là điều thứ nhất tức là lúc, lúc nào có tin tức là chúng ta phải gửi tin và chúng ta phải gửi tin một cách thật là chính xác và đó là cái kỹ năng thứ nhất cái thứ hai đó làm thế nào đó là tất cả mọi người ở hải ngoại đều có một cái ý thức về vấn đề truyền thông tức là có khả năng làm truyền thông hoặc là đóng góp dự phần vào vấn đề truyền thông thì cái điều đó sẽ làm cho vấn đề truyền thông ở hải ngoại thành một cái mass media mà cái mass đó có thể ảnh hưởng rất là nhiều trên thế giới và có thể ảnh hưởng tới tận việt nam đó là cái hai cái điều mà chúng tôi mong muốn và dựa theo những cái điều mà chúng ta mong muốn như vậy thì chúng tôi sẽ có tổ chức rất là nhiều những cái buổi mà để mà trao dồi những cái kỹ năng thì chúng tôi cũng có được biết rằng là ở tại headquarter của SBTN năm nay vào ngày 23, 24 tháng 2 sẽ có một cái tổ chức để mà huấn luyện về kỹ năng của những người nó gọi là những người thông tin viên của SBTN để mà làm những cái bản tin ngắn gọn chính xác và lẹ ngay trong ngày có thể đưa được cái bản tin nó đi bằng những cái phương tiện mà chúng ta có được từ iPhone, Android cho tới những cái máy móc mà chúng ta có được giống như iPad và ngoài ra thì chúng tôi cũng được biết rằng là, là nhạc sĩ Trúc Hồ và chúng tôi sẽ có một cái kế hoạch rất là cụ thể tức là đi huấn luyện cho các À, anh chị em phóng viên ở tại Âu Châu để mà có được cái cái bản tin ở tại Âu Châu à, trong tương lai rất là gần khi mà chúng tôi đi đi qua Âu Châu đó giải thích anh không à, Kính thưa quý vị qua những cái lĩnh vực mà chúng ta vừa ghi nhận thì phải nói năm 2012 đánh dấu nhiều thành quả tích cực để mà à, làm nền tảng cho một sự phát triển cộng đồng và cũng đó cũng là những đánh, đánh dấu một số những cái phấn khởi để chúng ta cùng bước qua năm 2013 thì à, và để cho người Việt à, à, tại hải ngoại có những đóng góp trong vấn đề nghe là dân chủ và tự do cho đồng bào trên quê hương à, xin cảm ơn anh võ Thịnh nhân xin cảm ơn anh nguyễn thành công và xin được kính chúc quý vị một năm mới thật là nhiều hy vọng và một năm mới nhiều nghị lực để chúng ta cùng chúng ta chung lưng với nhau chúng ta đấu tranh cho một việt nam một ngày nào đó sẽ được quang phục dạ yeah. uh, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả và xin kính chúc quý vị cùng những người thân yêu một năm mới đầy an lành và hạnh phúc uh, từ hoa thịnh đốn võ Thịnh nhân và nguyễn thành công xin trân trọng kính chào quý vị